Sấm giảng thầy á, có nhiều cái lối mà ngày mượn ngày quán dụ lắm, cho nên khi mà bắt nhầm cái mệnh đề đó, huynh đệ anh em phải luôn luôn cẩn thận để có được những cái nghĩa, cái ngữ, cái chữ mà mình cần phải lột. Bây giờ mình sẽ lột một vài cái điều mà cái bài của chú hai mình vừa trình bày, để chúng ta thấy văn cảnh, ngữ nghĩa và đặc biệt là các pháp tu trong bốn câu mà chúng ta vừa trình bày. Ví dụ gì thế này đi nha: chớ nản chí đường tu bỏ liếp. Nó thuộc về câu khuyên. Như nãy chú hai đã có trình bày một cái đoạn rồi đó. Và khi mà chúng ta định nghĩa từ ngữ á, cái chữ chớ đó, cái chữ chớ đó, nó là chữ Việt nha. Chữ chớ là chữ Việt, nó nghĩa là đừng. Mà cái chữ đừng này nè, nó thuộc về ta chẳng nên. Mà con người của mình á, nó ngộ lắm. Sống trong cuộc sống nó có một cái thời gian, nó cái tâm trạng nó thay đổi. Nó không có được mà như ngài giữ vững một cái lập trường hoài. Có khi gì, có khi khác. Cho nên Đức Thầy dùng cái từ rất hay chỗ này là nản chí. Cái chí hướng của mình nó sẽ bị mai một theo thời gian. Mà có những người nản chí nó lạ lắm. Cái gì mình muốn, mình nghĩ mình cho nó là phải mà nó không theo như ý mình muốn là mình nản. Thành ra có những người buồn quá, nản chí tu không được. Có nhiều người vì mất lòng với ai đó, nản chí tu không được. Trong thế gian là nó luôn luôn có. Mà Đạo Phật gọi cái này là giải đãi. Hai chữ này nha, là giải đãi. Tức là chữ nản chí là giải đãi. Chữ thứ hai dài sao nè: chớ giải đãi. Không có được quyền giải đãi mà phải. Không giải đãi thì phải sao? Phải luôn luôn tinh tấn. Làm sao mà phải tinh tấn nó được? Này quan trọng nè. Trong cái bài thị chúng á, Đức Phật dạy: thị nhật dĩ quá, mạng diệt tỳ giảm, như thiểu thị ngư, tư hữu hà lạc. Thị nhật dĩ quá tức là một ngày đã qua. Mạng diệt tỳ giảm là mạng mình nó giảm dần. Như thiểu thị ngư là như cá ít nước. Cá nó sống bằng 10 muỗng nước, một ngày mình lấy ra một muỗng thì 10 ngày nó chết. Như thiểu thị ngư, tư hữu hà lạc, có cái gì vui. Cho nên đại chúng đương cần tinh tấn như khứu đầu nhiên, tức là bắt buộc người tu phải thật sự tinh tấn, là không được giải đãi. Như khứu đầu nhiên như lửa cháy đầu đó. Như khứu đầu nhiên là những cái lửa nó cháy trên đầu, phải cố gắng, phải tinh tấn hoài hoài như vậy. Thì con người mà được cái sức độ của tinh tấn như vậy đó, là nhờ họ quán chiếu được vô thường và quán chiếu được bản chất sự thật của tất cả các Phật là vô ngã, cho nên lúc nào cũng tinh tấn mà không nản chí, tức là không có dại đãi. Thì do đó thì sẽ làm sao? Cái đường tu nó mãi hoài, nó không đến hoàng. Con đường là đường tu bỏ liếp. Mà ngộ lắm. Cái chữ bỏ nó hay lắm nha. Chữ bỏ là không quan tâm. Chữ liếp có nghĩa là làm mất đi. Ví dụ như bây giờ cái mình có một miếng rẫy. Cái miếng rẫy đó mình không trồng gì nữa là mình bỏ. Thời gian cỏ nó phủ liếp. Thì cái tâm điền của mình là cái tâm điền của sự thanh tịnh, của sự tu tập, mà không chịu tu bỏ thì thời gian ba cái phiền não nó bỏ liếp. Vậy thì cái đường tu là cái con đường hành đạo, một con đường hướng thượng, mà mình không thực hiện thì dĩ nhiên một ngày nào nó sẽ bị mất đi cái bản chất thiện. Cho nên cái câu này nó hay cho chúng ta một cái việc cực kỳ quan trọng trong cuộc đời sống hành đạo của mình. Là xin thưa quý vị, nếu một cái đám gãy mà mình bỏ thì cái miếng đất đó nó sẽ không phát triển được rau củ hoa trái. Mà cái tâm điền của mình bỏ, xin thưa quý vị, mình sẽ bị trầm luân sanh tử trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên nó thuộc về cái hệ thống chớ nản chí đường tu bỏ liếp, là hệ thống thuộc về đẳng cấp của giới luật. Phải cố gắng tinh tấn đừng bỏ. Vậy thì mình cố gắng tinh tấn, mình cố gắng hành đạo, mình cố gắng công phu, thì sẽ cho mình một cái gì nè? Quan trọng nha.
đó là cái năng lượng của định và huệ. Phật là cái gì vậy? Phật là định và huệ, phước tốt và trí tốt. Phước trí nó tương ứng cho nhau nha. Khi mà mình có cái năng lượng của tu, của định và huệ thì chắc chắn mình sẽ gặp một cái bậc thiện tri có định và huệ, đó là Phật trí tốt. Đức Thầy đã giới thiệu mình nè, trỗi bước sang. Chữ trỗi bước là cắt bước sang, cắt bước qua. Thì ngày xưa tới giờ mình đi trên con đường của trầm luân, của sanh tử, của độ lạc, của giải đãi, bây giờ không đi con đường đó, bước sang con đường thanh tịnh, yên vui, trang nhã, trí tuệ, thì sẽ gặp. Gặp ai đây? Chữ gặp là đối diện, là thấy được, là cái của mình có và cái của bên ngoài có, nên gọi là gặp. Lão, hay cái chữ lão này. Cái chữ lão này là huynh đệ mình chắc khỏi giảng, mình cũng biết lão này là ai ha. À, trong Phật học từ điển nó là cái bậc mà cao niên trị trưởng gọi là lão. Hai là bậc cái lạp đạo cao gọi là lão. Ba là cái bậc giác ngộ thị hiện xuống trần, dù họ là ai đi chăng nữa, già trẻ, gọi là lão. Cái chữ lão là tượng trưng cho tinh thần giác ngộ. Vậy thì lão ở đây là Phật. Mà cái chữ lão ra sao là Phật? Hiệu lão sĩ ra đời thực tế đó, đem lời vàng dạy dỗ dương trần. Vậy là cái chữ lão là Đức Thầy, là Phật Thế Ngôn. Cái chữ Thế Ngôn này nó cho mình một cách hay trong cái cuộc sống này, tuyệt vời trong cuộc đời này. Cái chữ Thế Ngôn này, quý vị thấy cái chữ Thế Ngôn hay lắm. Cái chữ Thế Ngôn, cái chữ này là cái chữ Thế tức là thai, chỉ ngôn là lời nói. Thì có thể chúng ta hiểu trong văn cảnh chữ Thế Ngôn này là Đức Thầy sẽ thay cho Đức Huyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật, tức là ông Lê Văn Chung, để chỉ cho ông Tham Tá Ngà tu tập. Nhưng chữ Thế Ngôn này cũng có nghĩa cho chúng ta biết là thay thế bậc trưởng thượng để chỉ dạy cho ông đường tu, và bậc thay thế tức là Phật, là Đức Thầy. Cho nên khi ngày nào mình trỗi bước sang, mình tu trên con đường thánh tịnh, thì mình sẽ thích ứng, sẽ gặp được Đức Thầy. Ông Tham Tá Ngà, ông đã làm được điều đó, ông đã có duyên hạnh, cho nên ông đã gặp được Đức Thầy. Còn bây giờ huynh đệ mình cố gắng tu tập, cố gắng hành trì để tìm con đường an lạc, thì chúng ta cũng sẽ gặp Ngài. Mà gặp ở trong phương diện nào đó thì tùy theo tâm cảm của mình. Bởi vì trong cái giáo pháp của truyền đạo á, xin thưa quý vị, nó có những có cái hay lắm. Cái thứ nhất á là hiển truyền. Tức là mình đối mặt với cái vị thanh tịnh giải thoát, có nhân duyên người ta chỉ cho mình. Thứ hai đó, nó có cái bậc là mặt truyền. Do một cái tâm mình nó ngộ, nó chứng thấy tự động cái trong một cái điều kiện nào đó mình được truyền cái đạo pháp. Cái điều này rất nhiều nha quý vị. À, có những người, người ta chỉ trong một giấc chiêm bao, chỉ trong một phút thiền định mà người ta được truyền đạo. Giấc mộng dạng đặng truyền đại đạo, cảnh vô sanh lòng bạo mà mê. Cho nên đây cái chỗ thấy gặp lão Thế Ngôn là do công năng thanh tịnh mà chúng ta được gặp được giáo pháp, gặp được Thầy, để lòng mình trở nên yên vui thanh tịnh. Cái này nó quan trọng. Thì hai câu này nè: chớ nản chí đường tu bỏ liếp. Đừng một vì lý do nào đó mà chúng ta mất đi cái tinh tấn, mất đi cái đường tu của chúng ta. Cái đó nó quý báu mà chúng ta lại bỏ đi. Trỗi bước sang tức là đi qua cái con đường tu tập, đi qua con đường thanh tịnh hành đạo, chúng ta sẽ gặp được Đức Thầy chỉ dạy cho chúng ta. Cái điều này quý vị đọc lại trong Hiển Đạo, rất là nhiều lời của Đức Phật đã dạy Ngài Thanh Sĩ trong vấn đề mà gặp lão Thế Ngôn này. Cái này nó tuyệt vời. Rồi đó là một cái giờ thứ hai nè. Cái này nó tới nè: trỗi hùng phong cốt cách di tồn. Tức là làm sao để mà bước sang cái trỗi bước sang này để gặp Đức Thầy đây. Thì Đức Thầy dạy mình phải dụng công cái chỗ là trỗi hùng phong cốt cách di tồn. Thường thường á, mình có nghe trong tục ngữ ca dao mình có cái câu là bình phong ti phá cốt cách duy tồn. Tức là cái tấm bình phong là một cái bức
nó che nó cái gì quan trọng lại. Mà thường thường các nhà giàu có đó, người ta mới có cái bức bình phong đó. Mà bình phong nó bữa nay nó mục, nó nát, nó hư đi chăng nữa, nhưng mà cái dáng điệu, cái cốt cách của cái gia đình đó vẫn còn. Thì Đức Thầy kêu mình trỗi hùng phong, tức là Phật tánh của chúng ta. Xin thưa vị, con đường tu tập tâm thanh tịnh của chúng ta phải có đi đề đập. Trỗi hùng phong là phát bồ đề tâm. Cái này là quan trọng. Mà phát bồ đề tâm là làm cái gì vậy? Trên là thượng cầu Phật đạo, dưới là cứu độ chúng sanh. Trỗi hùng phong tức là đem hết cái cao khiết của đời sống tu tập, phát bồ đề tâm của mình lên tu tập. Thì dù cho cỡ nào đi chăng nữa, cái cốt cách của nó, thời gian đi chăng nữa, nó vẫn mãi tồn tại. Nếu đời này được đắc đạo thì tốt, mà không đắc đạo thì cái hộp giống chủng tử thanh tịnh đó mãi mãi không bao giờ mất. Giống sư tử sinh ra loài sư tử, dù 3 năm gầm gan chuyển rừng xanh, sư tử mà mới đẻ ra nó vẫn là sư tử. Còn chồn cáo nó sống 800 năm đi chăng nữa, nó vẫn là chồn cáo. Cho nên trỗi hùng phong là phát bồ đề tâm. Trên tinh thần thành đạo cứu độ chúng sinh thì cái phát bồ đề tâm đó cho chúng ta biết nó mãi mãi nó vẫn còn. Cho nên cốt cách là bản chất của nó, là cái tánh của nó. Chữ di là còn, mà chữ tồn cũng là còn. Chữ di là mãi mãi, chữ tồn là còn. Mãi mãi nó không mất. Cho nên khi mình tu mình phát được bồ đề tâm thì chính tinh thần phát bồ đề tâm đó, nó sẽ không mất, nó đi lần theo thời gian. Thành ra cái câu dưới Đức Thầy đã xác định cho chúng ta biết là sát tuy mất. Cái này hay á, bởi cái này nó không thật có nha. Cái này nó phải mất. Sát thân dù cho nó là sát thân ai cũng phải mất. Nhưng mà cái linh hồn thanh tịnh, cái con đường tu tập, cái chỗ sáng ngời của chúng ta không bao giờ mất, nên gọi là hồn khi chẳng mất. Thì trên thế gian này cái gì mà thuộc về hữu cảnh hữu thân thì phải bị diệt, phải bị mất theo yếu tố của thời gian là vô thường vô ngã. Nhưng có một cái không bao giờ mất, đó là hồn thiên. Nên Đức Phật hỏi ngài A Nan là trên thế gian này cái gì cũng hủy diệt hết, nhưng có một cái không hủy diệt, cái đó cái gì? Đức Phật nói cho ngài đó là cái hư không. Bởi cái hư không nó không thấy nên nó mãi còn. Còn cái linh hồn thanh tịnh là cái bản thể chân tâm của mình, tuy nó không thấy nhưng mà không bao giờ ai mà có thể tiêu diệt nó được, nó mãi còn. Nhưng mà nó còn với dạng gì vậy? Với cái dạng chúng ta phát bồ đề tâm. Cho nên cái linh hồn lúc nào cũng thanh tịnh. Còn cái tâm hồn của mình tu, mình duyên theo trần cảnh, mình phát những cái tâm địa xấu xa thì xin thưa quý vị, nó sẽ đầu sanh những cảnh xấu xa hết, nó khổ đau nó tiếp diễn. Cho nên cần đời sống tu là phải trỗi hùng phong phát bồ đề tâm. Cái này mới quan trọng, để cho biết chúng ta còn tồn tại mãi mãi. Nói về cái mặt giáo pháp như thế, nhưng mà trên cái mặt của sự đời á, thì nói với anh đệ anh em mình vậy, hai cái này, một cái còn một cái mất nè, nè sát tuy mất nè, hồn thiên chẳng mất, thì cái này còn, cái này mất. Nhưng nên nhớ, ngày nào chưa thành tựu đạo pháp và ngày nào còn là một chúng sanh thì hai cái này phải nên nhớ. Tuy nó mất nhưng vẫn là phương tiện nha. Cho nên tôi nói huynh đệ anh em hoài, tu á nó có hai cái vấn đề. Một là thân xác con người, hai về linh hồn con người. Về cái mặt thân xác mình coi vậy đó, phải giữ gìn sức khỏe mới có thể tu tập được. Mặc dù nó không có phải là nó tồn tại mãi, nhưng chúng ta phải giữ gìn, phải biết dinh dưỡng, phải biết tiết chế, phải biết dừng nó trong việc ăn uống chu cầu của xác thân, thì cái xác thân nó mới giúp cho trí tuệ phát triển được. Còn mình bệnh hoạn hoài rồi làm sao tốt? Mặc dù biết nó không có thiệt, nó là phương tiện, nhưng phải giữ gìn phương tiện. Sẽ đến cỏ thiền cấm bỏ qua, nó là phương tiện, là thuyền bè thì qua tới chỗ mới bỏ được. Lúc đó mấy khách thỏ lòng mong phu thỏ chí, bình minh đền lại cảnh phong ba. Còn chưa dĩ chân mà thân xác chúng ta không biết giữ gìn
thì đạo hạnh, đạo lực chưa có mà nó hư giữa đường thì cũng không giữ gìn được bản chất của Phát Bồ Đề Tâm thanh tịnh. Nên tôi thường nói anh em câu nói vui vui, mình á mà sức mình không có sức khỏe rồi đó, dù có tiền nhiều đi chăng nữa xài cũng không được. Hay người ta có thương mình đi chăng nữa mà thương là bệnh ai thương? Phải người đó phải khỏe mạnh người ta mới thương. Do đó tuy nó không có tồn tại, nó tuy mất, nhưng với chúng ta tu phải giữ gìn, tiết chế nó. Cho nên Đức Thầy đã từng cảnh tỉnh cho chúng ta biết là vấn đề tu hành của mình đó, ăn uống cũng phải có điều độ, nhưng phải biết thêm một nhịp nữa là người biết đạo lo thân có chừng mực, chừng bỏ cái xác này chúng ta có cái xác khác. Bởi vì cái này nó coi vậy chứ cái này nó chủ đạo nè, do cái này mà nó sinh ra cái này. Thành ra do cái hồn thiên chẳng mắt này nè mà tùy theo phước báo mà nó sinh ra thân. Do đó mình là tu phải luôn luôn giữ gìn hai cái này trên quan điểm. Để trở lại câu giảng này, Đức Thầy nói cái nó sẽ mất là xác thân, nhưng cái nó còn mãi mãi, đó là linh hồn của chúng ta. Đó là con đường hành đạo. Nhờ cái gì vậy? Nhờ chúng ta trỗi hùng phong và phát Bồ Đề Tâm, cho nên nó mãi tồn tại. Nhờ có công năng tu tỉnh như vậy, hiểu rõ bản chất của thân và tâm, là chúng ta đang bước sang con đường tu để gặp Đức Thầy của mình, tức là Lão. Rồi, giờ trở lại bốn câu giảng này. Chớ nản chí đường tu bỏ liếp, là Đức Thầy khuyên chúng ta nên tinh tấn, đừng bỏ con đường tu. Quý vị ơi, không có cái quý nào bằng cái vấn đề tu hành hết trơn á. Bởi vì tại sao? Cuối cùng của cuộc đời của mình chỉ có tội phước hãy còn, mà tu mới phát triển được phước, tu mới đem ra được công đức. Còn bỏ đường tu đồng nghĩa với mình đang cắt bước trên con đường luân hồi và đóng kín cái ngăn cửa đi vào cái con đường giải thoát. Hãy chặn đứng cái con đường luân hồi của mình lại bằng tư cách là diệt bỏ lòng đố kỵ, ghét ghen, phiền não, giận hờn, mà hãy mở rộng cánh cửa giải thoát từ bi của mình bằng con đường tu. Nhờ vậy mà chúng ta trỗi bước sang là lách ra khỏi con đường luân hồi, để rồi gặp bậc giải thoát thanh tịnh chỉ dạy cho chúng ta đến chỗ an vui, đó là Đức Thầy của mình. Muốn được điều đó thì phải trỗi hồn phong, tức là phát Bồ Đề Tâm. Tu tập thì phát Bồ Đề Tâm như vậy thì cái bản chất của nó mới mãi mãi tồn tại. Bởi vì trên thế gian này xác sẽ mất nhưng linh hồn mãi mãi vẫn còn. Nghĩa của Đức Thầy khuyên chúng ta trong bốn câu văn là như thế. Thì đây là một cái mệnh đề để cho huynh đệ chúng ta có thể hiểu thêm về cái giáo pháp của Đức Thầy. Mục đích chánh ở trong câu bốn câu giảng này là cố gắng tinh tấn tu hành, sẽ gặp Đức Thầy chỉ dạy đi qua cái con đường phát Bồ Đề Tâm để mãi mãi linh hồn sống trong trọng tịch tịnh yên vui. Rồi vậy ha. Đến đây xin hết. Nam Mô Di Đà Phật.